Và một cái trong tập này nhớ lại kỷ niệm ngày xưa quá, kỷ niệm thời học trò đó, học trò thơ ấu ngày xưa đó. Nhớ quá. Một thời tuổi thơ cùng cầm sách đến trường, chưa biết vui buồn, chưa biết đời là bể rộng. Năm tháng qua mau, ba tháng lớn dần, tôi rời xa mái trường đi tìm kiếm sống hình phương. Ngày mình chia tay, trời mưa suốt canh dài, ba đứa u hoài hoen mang từng thằng cay cay. Ba đứa, bây giờ còn một đứa, hai đứa kia đâu rồi? Vào comment đi mấy ba. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.